Ê là trời cha ơi cha, tới hồi nắng à, nắng tét da tét thịt không có hạt mưa. Tới hồi mưa cái là nó giông gió bão rùng chèo ghe chống gậy, tôi nói he cuốn trôi nhà cửa. Cái công việc chỉ ngồi ăn trái cây chỉ vậy cho nhỏ thôi à, tới ngày mưa tới ngày nắng thôi mà cũng không xong nữa làm gì ăn. Tụi mày ngộ ha, nắng không ưa mưa không chịu. Tao cho nắng quá tụi mày cũng chê, mà mưa quá tụi mày cũng không chịu. Mà tao cho ui ui mày cũng nói trời chẳng thà nắng chẳng thà mưa được ui ui. Cuối cùng mày muốn cái gì đấy? Ông có học vật lý không vậy? Ông có biết căn bằng cuộc sống là gì không? Nắng quá là cho mưa sương sương xuống, đi mưa sương sương thôi, mưa ngập nhà ngập cửa, giờ ngập đường xe cộ chạy không được, người ta làm ăn cũng không được, buôn bán thì ế ẩm, cả ngàn thứ tác hại do cái đám mưa. Mưa vừa vừa thôi, mưa thúi đất, ngập đường ngập xá, bão bùng ghe bay xe bay cổ từ lưa chân. Việt Nam là dân nghèo đó, ông mưa sao cho tàn mạn luôn bãi hết đi. Ở đời nay nắng quá hạn hán, đất khô cần sỏi đá, sông thì cạn nước. Tao cho mưa dầm mưa về đi cho đông đầy nước lại, cây cối nó hồi sinh. Vậy mà nó cũng đè nó chửi.